khổ mà lai lai vậy thôi. Vâng. Nó thật đi thì hôm nay tôi đã 69 tuổi rồi. Tôi qua Mỹ là 40 năm rồi. Vâng. Bây giờ ở bên đấy là có dùng được Zalo hay cái Yahoo à Facebook không nhỉ? Tôi không có. Với lại tôi không muốn làm cho ai biết, tôi không muốn cho con tôi biết nữa. Cho nên á, tôi sẽ cho thầy địa chỉ của tôi. Vâng. Thầy gửi qua cho tôi, rồi thầy nói bao nhiêu tiền tôi sẽ, tôi nhắn, tôi sẽ đền ơn cho thầy. Vâng. Vậy thôi. Thầy cho tôi lá bùa để mà tôi thờ, tôi cầu tài. Vâng. Mà mình cầu tài, đừng cầu bằng cách nào mình lắc số hay là mình nằm mộng thầy. Bây giờ bác có còn làm ăn gì không ạ? Tôi thì trai, tôi thì về hưu rồi. Tôi ở bên Mỹ này là 66 lần từ trai về hưu rồi. Vâng. Nhưng mà tôi có tiền già. Vâng. Vậy thôi. Nhưng mà tôi cũng có làm thêm chút những này kiếm tiền. Vâng. Đi số vậy đó thôi nè. Vâng, vâng. Cho nên tôi thấy thầy vậy mà không biết. Con tôi nó là nó ngại có cái tin ở trên cái bà cái YouTube này người ta giả cảm ở mắng thì cứ tin hoài à. Vâng. Nhưng mà thì tôi nghĩ nếu chờ mình, nếu gặp được thầy đúng thầy thì thầy có thể giúp được thì giúp. Tôi gửi tiền cho thầy cà phê, cà pháo cho thầy. Vâng. Nhưng mà tôi gặp được may mắn thì tôi lại đền ơn cho thầy. Thầy có thể là tôi đọc cái địa chỉ cho thầy biết được không? Vâng. Nhưng mà tôi đọc bằng tiếng Việt. Vâng, vâng, thu cứ đọc được. Ok. Vâng. Quay. À, tôi thấy thầy làm thầy đỡ mà. Nhưng mà thầy cho tôi biết, nếu thầy gửi đi qua đây cho tôi một cái linh hồn như vậy để thờ. Thờ thì với lại một cái linh hồn mà mình lại có mộng á, được vâng. Không? Vâng. Bây giờ nè, để nhưng mà thầy biết thầy nhớ là không có ở đây đó, chữ không có dấu nha. Vâng, vâng, đúng rồi. Tôi tin là quay hơi sát một chút thì tôi đang cắm dây sạc pin. Như các bạn biết là vừa có khách hàng ở bên Mỹ gọi nhờ viết linh phù. Người ta qua Mỹ 40 năm rồi và muốn viết linh phù về cầu tài. Cũng viết được thôi. Thực ra viết linh phù cầu tài thì cho khách hàng ở bên Mỹ thì hoàn toàn viết được, tuy nhiên là cái việc họ không chuyển tiền trước mà muốn mình gửi qua rồi mới thanh toán thì đó là điều không được. Chuyển ra nước ngoài thì tất nhiên có nhiều cách, nhưng mà theo như tôi biết là tôi vẫn gửi thì tôi chuyển qua DHL, DHL hoặc là cái cách đọc của các bạn thì ở DHL thì nếu mà không có địa chỉ rõ ràng, tức là bên đấy mà ai mà chưa tạo tài khoản DHL thì ở bên này mình bắt buộc phải trả tiền trước, trả phí vận chuyển trước. Đấy, người ta phải ăn chắc như thế. Nên là muốn viết linh phù thì đơn giản, nhưng mà chuyển đi thì phải hỏi với cái địa chỉ người ta cung cấp đấy là mất bao nhiêu tiền. Đấy thì đúng không? Thì lúc đấy mình mới gửi và người ta cũng phải chuyển khoản trước. Còn nếu mà gọi là chỉ hứa bao giờ thành công kiếm được tiền thì cảm ơn thầy thì không ai suốt ngày đi giúp cái đấy được. Cũng giống như bác sĩ cứu giúp một người cho khỏi bệnh thì thế là tốt, bác sĩ giúp đỡ cho một người thì người ta cũng chỉ lấy cái công khám chữa bệnh để người ta còn sống tồn tại được chứ, đúng không? Chứ không ai chờ bệnh nhân giàu có rồi người ta đi cảm ơn mình, không ai chờ đợi những cái đấy cả. Nên là làm thầy phong thủy các bạn cũng đừng bao giờ gọi là bao giờ em cứ làm đi rồi bao giờ em thành công rồi em thế này rồi em cảm ơn, không ai quan tâm đến những cái sự cảm ơn, chờ giúp xong lại phải chờ bạn thành công, đúng không?
người bạn chả chịu làm cho cái linh phù cho bạn há miệng chờ sung. Tôi mới xong cái kim tự tháp rất hay. Nói tóm lại là viết thì vẫn viết được, nhưng mà bây giờ tôi vì cái địa chỉ nó hơi khó nên là tôi phải đi tra xong bây giờ lại mình phải mất công đi hỏi xem cái ông DHL đấy, ông đến đấy ông thu tiền hay là ông thu tiền trước, vì tùy mà, từng theo đơn hàng. Như tôi vẫn làm thì khách hàng mà có tài khoản trước thì họ bảo phải tạo tài khoản ở Mỹ trước thì sang đấy họ thu tiền sau, ok. Nhưng mà khách hàng mà không tạo tài khoản thì phải thanh toán trước cho họ. Tôi mới đổ xong cái kim tự tháp hành hỏa, có nghĩa là để các bạn thấy tất cả trên này từ đây lần này tôi tăng lên 50% là hỏa khí, sau đấy mới là những ngũ hành khác. Tại sao tôi phải tăng này? Vì nó sẽ hiệu quả hơn so với cách làm truyền thống. Cái này là tôi hóa giải luôn cho nhà tôi, vì ở chỗ vệ sinh ở cung tài lộc, các bạn, vệ sinh cung tài lộc mà bây giờ mình phải bổ sung hỏa, thì thay vì như cách làm truyền thống là dùng 2 hay là 4 hay là bao nhiêu hộp đá nó vừa nhiều vừa chưa chắc đã mạnh, thì tôi chỉ cần một kim tự tháp này thôi là nó sẽ có thể thay đổi được, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều các bạn. Ở nhà thì tôi vẫn để sẵn 4 hộp đá đỏ rồi, nhưng mà tôi chưa đặt, nhiều việc nó lu bu đến bây giờ giữa năm rồi mới đi hóa giải tài lộc cho mình. Đây này, tôi đặt ở vị trí đúng chỗ này, lại là vị trí ấy luôn cho các bạn nhìn cận cảnh xem năng lượng nó mạnh hay không. Ủa, không nhìn thấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rưỡi đấy. Như các bạn, tôi vẫn nói với các bạn là thông thường là bây giờ tôi đã làm để được đến mức là vừa làm vừa khai quang vừa bổ sung linh khí để bổ sung linh phù, để làm sao là khi mình vừa mới bóc khuôn ra nó đã mạnh đến 6 rưỡi hay là 7 rưỡi rồi, tức là cái bovit nó gọi là đo đến mức cao nhất rồi, 6 rưỡi là mạnh nhất rồi, và sau đấy thì được đẩy lên được 7 rưỡi. Đây là vừa mở ra phát lên 7 rưỡi. Trước đây là trong những cái thử nghiệm, đặc biệt thử nghiệm truyền từ xa mà hôm tôi có bạn Nam đi cùng, các bạn thấy là khi cái tôi vừa bóc ra nhé là nó bị yếu đúng không. Bây giờ tôi cải tiến bóc ra nó cũng rất là mạnh, đủ các loại đá đỏ ngũ hành hỏa là tôi cho hết vào đây. Cái này là hóa giải đặt ở vệ sinh. Sáng mới chạy xuống làm một lô khuôn xong bóc cái kim tự tháp này ra để mang kiểm tra rồi mang về nhà, sau đấy mới đi tra cho cái cô ở Mỹ đấy xem địa chỉ như thế nào. Rồi buổi sáng tôi thấy 2 cục gọi nhỡ từ Mỹ, tôi lại cứ tưởng bên Google nó gọi nó thay đổi mã pin cho mình thì sướng quá. Cái kênh của tôi họ bắt phải nhập mã pin mà mãi không gửi được các bạn, chả biết có cách nào không thể gửi được mã pin, mà mình cũng thay đổi địa chỉ theo yêu cầu, xong mình cũng thay đổi rồi xong yêu cầu gửi lại rồi, mãi chờ mãi chả được. Mà tôi vào cái diễn đàn nước ngoài thấy cũng chỉ có mỗi phương pháp duy nhất là ngồi chờ, rất là bất tiện. Xong sáng nay vừa bóc xong cái khuôn, cái hộp tầm long của tôi, cũng không làm cụ thể cho các bạn xem nữa, sợ mất thời gian mọi người. Thỉnh thoảng ra cái gì hay hay thì mới đập khuôn cho mọi người xem thôi.
giờ này như tôi hôm trước tôi nói tôi có một lô cái thẻ ra vào rồi thẻ nhà này nhà kia rồi bây giờ làm sao tôi phải tích hợp thì nó gắn hết vào cái điện thoại không phải rồi mất công sáng bóc mãi được cái vỏ con chim. Nên mày thấy công nghệ của nước ngoài cũng rất giỏi. Đây chỉ là một cái tấm nhựa thôi mà người ta ép được cái chip bé tí ở bên trong này các bạn. Đây này. Giống hết nhau nhé. Cái chip như thế này tôi còn chưa cậy được ra mà họ ép được vào trong này. Cũng không thể cậy ra được nữa. Chẳng nhẽ đi mua cái chip rời. Đúng rồi, có khi mua chip rời xong mình gắn vào cái điện thoại. Ở bên nước ngoài có một cậu, tôi nhìn thấy cậu làm clip nhưng mà mình không làm được như thế. Cậu ấy lấy cái chip này xong cậu lập trình phần mềm này vào trong máy này các bạn. Thế là sau cứ mở điện thoại lên bấm một phát thế là nó mở được cửa, thế cũng giỏi. Nhưng đấy là dân lập trình. Mình là dân gì? Dân là amateur thôi. Mải mê đi hóa giải cho các bạn bây giờ mình nửa năm mới bắt đầu hóa giải nốt tài lộc cho mình. Ồ, cái viên mã não Trung Quốc. Hôm qua có một bạn bạn ấy làm hai cái kim tự tháp sinh cơ, mà lúc tôi bảo bạn ấy sau đấy bạn cũng để ý là bảo là được tặng cái kim tự tháp xá lợi Phật, bạn bảo là không biết chọn cái nào, tôi bảo cứ vào mà đọc gõ vào mạng mà tra thôi, mình thấy thích vị nào thì chọn, cuối cùng là bạn chọn là đúng luôn cái tôi đã làm mẫu các bạn, tôi đang đổ mẫu là kim tự tháp xá lợi của Bạch Độ Mẫu, đúng cái mình đang làm mẫu hai tầng, tôi đổ sẵn hai tầng, tôi chụp ảnh luôn, tôi khoe bạn đi thấy đẹp quá, thế là chắc bạn vào mạng thấy đẹp quá bạn xin thỉnh luôn. Thế là bây giờ chiều, bây giờ gần trưa rồi, tôi lên tìm địa chỉ cho cái cô người Mỹ đã rồi. Đấy cũng mất công, bây giờ mình phải gõ lại mình tìm xong, vì không có thông tin thì chắc là bên DHL bắt trả tiền trước nhưng mà khó, nên là phải chờ người ta gửi tiền thì mình mới gửi linh phù được các bạn.